Thưa quý vị, hành vi gây rối tình dục làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc, gây ra sự lo lắng, căng thẳng, ảnh hưởng về tâm lý cho nạn nhân, dẫn đến môi trường làm việc không an toàn hiệu suất làm việc và năng suất lao động bị giảm sút. Do vậy, mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành liên quan để ban hành bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trên cơ sở bổ sung cập nhật bộ quy tắc đã được ban hành từ năm 2015. Bộ quy tắc phân chia quấy rối tình dục tại nơi làm việc thành 3 hình thức: gồm quấy rối mang tính thể chất, hành động, cơ chỉ, tiếp xúc cơ thể hoặc cố tình động chạm cho tới cưỡng dâm hiếp dâm. Quấy rối tình dục bằng lời, lời nói trực tiếp qua điện thoại hoặc phương tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc ngụ ý tình dục. Quấy rối tình dục phi lời nói, dùng ngôn ngữ cơ thể, nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, dùng cử chỉ ngón tay vô bài tài liệu, gửi ảnh, đồ vật, tin nhắn liên quan tới tình dục. Những cái hành vi mà mang cái tính chất tình dục Đấy, và nó làm nó khiến cho làm cho cái người mà người ta phải tiếp nhận hành vi đấy người ta cảm thấy là khó chịu người ta cảm thấy bị tổn thương đấy mới là cái phần quan trọng rồi sau đó mới đến hành vi bởi vì nếu mình mô tả hành vi ấy, thì gần như là mình sẽ không bao giờ mình có thể gọi là mô tả hết được đúng là nó có cảm tính nhưng ở đây tại sao mình chỗ này đưa ra bởi vì là cái cái cảm nhận của cái người mà người ta chịu tác động những cái hành vi đấy nó mới là quan trọng phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc luôn là điều cần thiết Việc xây dựng một quy tắc ứng xử phù hợp không chỉ góp phần làm tăng tính hiệu quả của các quy định pháp luật trong vấn đề này, mà còn giúp các nạn nhân có thêm dụng khí, niềm tin để tố cáo những kẻ quấy rối, cũng vì sợ hãi mà chuồng tay. Tuy nhiên, các quy tắc quy định phải sát với thực tế có tính khả thi cao, phù hợp với trình độ phát triển, đặc điểm văn hóa xã hội thì mới nên đưa vào áp dụng, bằng không sẽ phản tác dụng và khó có thể thực hiện được.